Chủ đề của cuộc thi ABU Robocon 2024 Quảng Ninh, Việt Nam là ngay thu hoạch. Mỗi đội có hai robot, gồm robot 1 điều khiển bằng tay và robot 2. Robot 2 là một robot tự động. Trong mỗi trận đấu, đội đỏ và đội xanh sẽ thi đấu trong vòng 3 phút. Khu vực sân thi đấu được chia thành 3 khu chính, gồm khu 1, khu 2 và khu 3. Khu 1 bao gồm khu xuất phát, giá ươm cây giống, mỗi đội có 12 cây giống, khu trồng cây. Khu 2 bao gồm khu khởi động lại cho robot 2, khu nước, khu thu hoạch với 6 hạt thóc và 6 hạt lép dành cho mỗi đội. Khu 3 bao gồm khu lưu trữ, khu silo đó là thùng chứa, có 5 tháp. Ở khu lưu trữ có 6 hạt thóc và 10 hạt lép được đặt sẵn bên trong. Các đội xuất phát. Tại khu 1, robot 1 bằng tay từ khu xuất phát sẽ di chuyển đến giá ươm cây giống, thu thập cây giống rồi tiến tới khu trồng cây để trồng. Mỗi lần trồng thành công một cây giống và ô trồng sẽ được 10 điểm. Qua khu 2, cả hai robot sẽ thu hoạch hạt thóc và hạt lép tại khu thu hoạch và chuyển về khu lưu trữ ở khu 3 theo thứ tự, một hạt lép và một hạt thóc. Mỗi lần vận chuyển thành công sẽ ghi được 10 điểm. Tuy nhiên, số lượng hạt thóc và hạt lép mà cả hai robot thu hoạch không thể vượt quá số lượng cây giống đã trồng ở khu 1. Ở khu 3, chỉ có robot 2 chạy tự động mới có thể vào khu vực này. Robot 2 sẽ nhặt thóc và bỏ vào các tháp thùng chứa trong khu silo. Khi robot 2 cất thóc vào tháp thùng chứa trong khu silo thành công sẽ được 30 điểm. Trận đấu sẽ kết thúc khi một đội hoàn thành nhiệm vụ cất thóc vào tháp silo và đáp ứng theo các điều kiện sau. Chứa được 3 hạt thóc của đội lên trên đỉnh và 3 silo. Đảm bảo 3 silo của đội chứa đầy thóc hoặc ít nhất là chứa 2 hạt thóc và phải cất hạt thóc thứ 2 của đội lên trên đỉnh trước hạt của đội kia. Khi đó, đội sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối. Chiến thắng này được gọi là mùa vàng. I wanna wake up in the morning with someone new.